Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hội này nha, 034 830 843. Rồi, theo dõi kênh mình bấm vô đăng ký kênh ha, để được cập nhật mấy video mới. Hôm nay em về được mấy cái món đồ của xe đạp nha mọi người. Này, như đây là thắng xe đạp này. Nó còn rất là đẹp nha. Hàng sử dụng rồi nhưng còn rất đẹp. Mấy cái dụng cụ, mấy cái phụ tùng xe đạp này của Shimano này, thương hiệu của Nhật Shimano. Đây có hai cặp thắng với một cái cặp lẻ này của Nhật, cũng là thắng của Nhật, thắng xe đạp. Cái này như dòng xe đạp đua nè, cái này dòng xe đạp cổ điển luôn ha. Mấy cái này là cái sang clip, sang clip sên rồi nè. Cái này rất đẹp luôn, nhiều mới luôn nè. Shimano 10F đây, Shimano luôn 10F mã nó. Rồi, cái video hôm nay có mã là 172 nha mọi người. Người mua hàng thì báo cho những cái mã video nữa ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu cái đây là cái bộ bidon, bộ clip xe trước, clip đạp của Shimano mọi người nè, sạp Shimano, Shimano 52 răng. Hàng này nó xài rồi nha mọi người, có dấu xài nè. Nó đi kèm là cái bộ bidon của Shimano luôn, Japan. Đây. Shimano xe chuyên đua. Đó. Đây, cái bidon thì nó riêng, còn rất là đẹp. Này nó bằng nhôm mọi người, bằng nhôm cái thân này nè, nhôm nên nó rất là nhẹ. Clip ngoài là 52 răng ha, trong này là em coi 39 răng. Đây, clip trong này 39 đó, clip trong 39, clip ngoài 42 răng. Ấy, xin lỗi, là 52 răng. Trong 39, ngoài 52. Cái clip này nó sử dụng rồi, tình trạng nó còn khoảng 80-90%. Đây, cái trong thì ít xài hơn. Rồi, Shimano. Rất là cứng khừ, không có bị rơ gì hết. Cứng khừ luôn. Đó, bán chung nguyên bộ luôn rồi. Bộ bidon với lại cái clip luôn. Rồi, mã là số 1 nha, 1 triệu bộ này. Rồi, số 2 cái bộ chuyển sên, chuyển clip sang số trên xe đạp. Cái này còn rất mới luôn nha, là cái bộ tiếp xúc với cái chỗ tiếp xúc với lại dây sên nó còn nguyên, chưa có bị mòn gì hết. Nó là nhựa này, chỗ này nè, đó, nhựa cho nó êm đi sên luôn, nó chạy nó không có bị kêu này, nó hoạt động nha, vuông là sao mới tin ra ban luôn, Shimano ra ban đầy đủ ốc mà. Rồi, mã số 2 nha, 300 ngàn.
Rồi số 3 cũng là hai cái xăng lít nhưng mà nó xài rồi. Nè, xài rồi và nó và một cái thì nó thiếu thiếu một cái chặn dây nè mọi người. Nè. Cái con tán chặn dây nè, con tán như vậy nè hả? Thiếu cái đó thôi. Còn lại thì nó cũng hoạt động ok. Hai bộ này bộ này cũng là một cái của Japan nè. Một mã là của Indo. Đây. Nó có đề đề nơi nó có đóng luôn nè. Đó. Cái đen cái bạc mọi người. À, cái đen cái bạc là nó đi chung với bộ hắn này luôn nè. Đó. Một bộ của hắn màu bạc, bộ màu đen. Cái dòng này là Shimano Sora nè, hai dòng khác nhau. Shimano Tiger. Đó, tên của nó. Rồi hai bộ này bán rẻ luôn rồi. Hai bộ bán chung, bộ này nó thiếu con ốc ha. Thế lại có xài rồi. 300 ngàn. Rồi tiếp theo về được một cái cây bấm đai kiện hàng á, bấm dây đai dây chặn hàng, cái này của mát do Nhật mọi người, đây hiệu mát của Nhật, bấm được dây 12 ly, dây 12 ly nha. Này sắt đúc cầm nó nặng mà nó chắc, xài nó chắc. Đây, tổng chiều dài nó là 37. Đó. Bấm dây 12. Đây 12 đúng rồi. Rồi mã số 4, 450 nha. Cái kềm bấm. Số 5 em vừa được cái ấm. Đây, cầm được cái ấm dày lắm, to luôn. Này cỡ chắc cỡ 3 lít á. Nó nằm khoảng đó. À. Mà nó thiếu cái nắp nha mọi người. Mà mọi người xài thì mình chế nắp hay là dùng cái nắp khác bỏ qua. Cứng chắc nha, tùy nắp. Đây. Không gỉ, nó gần như inox luôn, nó pha rất là ít rồi, nó gần như không hết mọi người. Đây thương hiệu nó, hai mươi hai cm chiều cao, rồi miệng 12. Từ vòi qua là 30 luôn. Rồi, ấm mã số 5 mọi người, 450. Sáu về cái bộ kim bấm của mát. Bấm giấy, đây mát. Đây nó bấm giấy rồi kêu này mọi người. Kim bấm tập. Đó. Nó về thì có nguyên bộ và cái hộp kim luôn nha, đây hộp kim nè, đó kim thấy còn nguyên hộp kim này 1.000 cây. Cái loại bấm này nó bấm rất là mạnh nha, bấm vô ngâm nước thử coi. À, nó không bấm nổi cái ống nước. Bấm giấy. Đây, bấm nhanh luôn nha mọi người, nó không có khóa đâu. Bấm là nó bắn ra. Đó. Chuyên dùng cái bấm nhanh.
này phù hợp bấm như là bấm giống bạc này kia, người căng bạc bọc da này kia trường dễ hơn. Rồi mã là số 6 nha, 300 ngàn. 7 cũng là một cây bấm giấy dạng bấm bàn nè, bấm nó sẽ quấu lại luôn, nó khóa lại. Dạng bấm tập nè, đây là dạng bấm tập luôn nè. Đó. Đây, nó khóa lại rồi đó. Đó, bấm nhẹ nhàng, rất là mạnh. Đây nó cũng xài cái đinh này nè mọi người, đinh này nè, đinh thông số này nha, 12, chiều cao là 10 đó, bề ngang nó là 12 đây. 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 Rồi có hộp đinh luôn rồi. À. Đinh xài mấy cây rồi. Đinh ngàn cây á. Cái này bỏ đinh này mọi người kéo cái này ra. Đó, nó có chỗ gài nè. Đó là nhét đinh vô. Để chơi vô. Rồi hộp đinh với lại cái kìm bấm là 400 ngàn. Kìm bấm của Nhật hàng nội địa. Cán nhôm ha. Này nhôm đúc. Rồi số 8. Một cái càng thắng. Càng thắng xe đạp với lại một cái chốt mở gì? Cảo, cảo dây sên mọi người, cảo sên xe đạp luôn. Cảo sên xe đạp nè, nhỏ gọn mini. Đây cái càng thắng này bằng nhôm nè, rất đẹp. Nó dạng xe cổ điển á. Càng nhôm. Đây, Japan ha. Xe của xe Nhật. Còn cái gươm gươm thắng luôn. Gươm thắng còn nguyên. Gươm thắng gần như chưa xài. Gươm còn đẹp nè. Rồi hai món nha mọi người, đây là hai món. Mã là số 8 nha, 400 ngàn. Rồi số 9 là một cây cuốc. Cuốc mini chuyên đi đi rừng đi này đi kia ha. Chuyên bỏ ba lô nè. Đó mang thắt lưng. Đây. Cái này lá cờ mọi người, hình biểu tượng lá cờ của nước nào ở châu Âu á. Không nhớ chính xác. Nói chung là đó. Làm chất lượng rất là tốt nha, loại dày nè mọi người, cái lưỡi rất dày luôn. Xếp gọn được. Kích thước nó xếp gọn nè. 15 nhân cho 10. Rồi mở ra, mọi người nới này ra. Nó có lò xo đây ha. Đó. Có lò xo. Nới ra nó bung. Rồi dặn lại, mình dùng cán ngắn này hoặc là muốn dài thì đây. Nó cán ra. Rồi. Dài nha, rất là vừa tay. Đây. 24 cm. Muốn làm cái giá không rồi đây. Đó. Giá xúc đồ nha mọi người nè. Sẵn. Đây. Tổng dư dài 35. Ra cái sẵn. Rồi cái này mã số 9 mọi người.
550 nha. Mười là một cái ổ khóa. Ổ khóa này giống như là khóa xe đạp nè. Tại vì ở đây nó có cái đồ mở ra để mình kẹp vô hai cây sắt nè. Giống như kẹp vô cái sườn xe đó. Rồi cái này mình vòng vô cái bánh nè. Rồi mình muốn khóa. Đó. Của Nhật nha. Đây hiện hiệu là Nitco. Chìa rất là hay. Nhấn vô cái là nó mở. Cái lỗ chìa nè. Nhấn vô cái mở ha. Này nhấn vô cái khóa. Đó, nhấn vô mở nè. Này bằng sắt. Này nó có dây cáp đây nè. Có dây cáp đây. Rồi, cái khóa này mã số 10 250. Này giống như bắt vô sườn nè, đó vậy nè. Ở đây mình lòn qua cái bánh xe mình khóa lại. Đó. Tại vì về cái lô này như đồ chim dùng cho phụ tùng đồ xe đạp không? À, cũng nó có xe đạp rồi. Rồi tiếp theo cũng là một ổ khóa xe đạp ha. Khóa xe đạp có số và mã số. Này dùng cũng có khóa xe đạp nè, hoặc vali này kia tủ đồ. Lấy đồ nhỏ nhỏ. Rất tiện dụng. Dây xích nha. Đây ổ khóa nó tới 4 mặt mã. Cái này còn nguyên nè, chưa có xài nè, xài không ai để mặt mã vậy. Mặt mã nè mọi người. 2361. Rồi hiện tại nó đang khóa, mình bấm 2361 nó sẽ mở. Ok. Nó có cái khớp vô luôn. Rất là hay. Cài vô là nó không có bị tuột. Rồi mình khóa lại. Xong. Rồi cái khóa này mã số 11 nha. 300 ngàn. Tiếp theo là cái dụng cụ để thoát hiểm mọi người. Dụng cụ này cũng thằng nội địa Nhật nè, Made in Japan sản xuất. Chuyên gắn theo xe để thoát hiểm. Búa thoát hiểm. Rất là nhỏ gọn, gắn lên xe rất là tiện. Đây cái đầu đinh để khóa kiếm nè. Ngay đầu bàn. Đây có cái kéo để cắt dây nè mọi người, cắt dây an toàn nè. Đó, chuyên lên xe để thoát hiểm. Còn cái tên chưa sử dụng. Kéo trắng tinh luôn. Rồi đây có hai đầu kim nữa nha. Hai đầu kim này để chắc là chọt cái bóng khí quá. À. Ừ. Bóng khí trên xe đó. Bốn đầu kim nha, à, hai đầu bốn đầu. Rồi, bố hiểm mã số là 12, 300 ngàn. Rất nhỏ gọn. Đó. Treo lên xe nha, rất đẹp luôn. Rồi, 13 bộ hắn này nha mọi người. Bộ hắn màu đen, một cặp. Một cặp hắn của Shimano. Thương hiệu Japan. Cái này hàng nó Malaysia xuất Nhật. Sản xuất cho Nhật. Rồi dưới một cặp, một cặp cái con thắng đó, cái kêu bằng cái gươm á, cái gươm gắn vô thắng mọi người. Rồi một cặp nha, hai cái. Đây là một cặp thắng, đây là một cặp gươm. Rồi ba món nha mọi người, 500 ngàn, mã 13. Thắng còn nguyên rất là đẹp. Đây là dòng Sora nè, Shimano Sora. Đó, nó chung dòng với lại cái cùi chuyển clip này nè. Sora màu đen nè, đúng bộ nó đó.
Rồi, bảng 4 cuối cùng cũng là một cặp thắng luôn. Cặp này là Tiara, dòng Tiara Shimano. Cặp này nó còn gom của nó luôn nè, gom zin của nó nha. Nè, hai cái còn đủ gom. Này, nhẹ nhàng. Cũng là dòng Shimano thương hiệu Japan, sản xuất tại Malaysia. Full nhôm hết, cái này nhôm hết. Rồi xe đạp này là nói chung là nhôm, nó làm nhôm sẽ nhẹ, mà đẹp nữa. Này ốc căn chỉnh nè, nguyên zin luôn. Chung bộ này giờ chỉ cần ráp vô thôi, đó, ráp vô là dính mọi người. Đúng cặp nó là trước sau luôn mọi người, đúng cặp trước sau luôn. Tại vì con ốc trước ốc sau nè, đó, nó phân biệt ha, con ngắn dài. Đầy đủ, chỉ cần gắn vô và đi dây thắng là xong. Gom còn à, gom còn nguyên dày. Rồi cặp này có mã là 14 nha mọi người, giá 500 ngàn. Rồi kết thúc video này đây, cảm ơn mọi người.